và cứng, đúng không? Rồi ở bên này là trứng. Trứng thì chúng ta có ba loại trứng, đó là huyết ăn, kháng nguyên và cộng cầu. Ở đây em đọc thấy hình ảnh gì? Lắng hay ta? Lắng. Ở đây ta. Ở đây ta. Rồi bên này ta. Lắng ta. Rồi phía thân. Lắng. 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 Kháng nguyên. Lắng chứ cũng lắng. Lắng. Rồi được không? Đây là hình ảnh các em đọc được. Rồi bây giờ đi phân tích nha. Đi tìm là đi tìm kháng nguyên ha. Đi tìm là tìm kháng nguyên. Bây giờ chúng ta đặt cái gì trước? Trứng trước. Trứng ở đây là trứng huyết thanh. Có nghĩa là huyết thanh này á, là cái huyết thanh này nè, là cái huyết thanh mà chúng ta đã biết. Chúng ta sử dụng cái huyết thanh này là cái huyết thanh mà chúng ta đã biết, nên đây là trứng huyết thanh, được không? Trứng hoặc cầu không bàn cãi. Bây giờ chúng ta sẽ bàn cãi được trứng kháng nguyên này. Rõ ràng ở đây là nó là không đủ trứng chân, chứ trứng kháng nguyên có thực sự là thiếu hay không? Trứng kháng nguyên này là kháng nguyên nào? Vi khuẩn. Kháng nguyên vi khuẩn. Trong phản ứng này em có được kháng nguyên vi khuẩn. Xin lỗi, cái kháng nguyên vi khuẩn em nói là kháng nguyên đã biết hay là chưa biết? Đã biết. Như vậy thì trong phản ứng này em có sử dụng cái kháng nguyên đã biết không? Có không? Nếu không thì đi làm chứng phải làm gì? Như vậy thì suy ra cái chứng kháng nguyên này là chứng kháng nguyên nào? Vi khuẩn đã biết. Không biết nào? Cái virus đã biết chưa? Chính là thực phẩm. Chứng kháng nguyên ở trong thực phẩm. Ở đây chúng ta có hai thực phẩm nên chúng ta có hai kháng nguyên. Chứng kháng nguyên không thiếu, nhưng mà chỉ là đi không rõ thôi. Đúng không? Đây là chứng kháng nguyên của bệnh phẩm 1. Đây là chứng bệnh phẩm 1. Đây là chứng bệnh phẩm 2. Người ta đi làm chứng kháng nguyên để làm gì? Để chứng minh được á, là cái trong cái bệnh phẩm 1 và bệnh phẩm 2 có cái con virus có tố ngưng kết con cầu. Nắm được không? Nắm không? Nếu như trường hợp ở đây chứng lắng thì sao? Chứng kháng nguyên này lắng thì sao? Thì suy ra trong bệnh phẩm 1 có cái kháng nguyên, có cái con virus mang kháng nguyên ngưng kết con cầu không? Không. Như vậy thì có làm cái phản ứng này không? Không. Nắm được ở đây không? Như vậy thì bây giờ đọc lại ha, đọc lại. Đối với lại thực phẩm 1, trứng huyết thanh đúng, trứng kháng nguyên ở trường hợp này nó tan, như vậy thì là trứng kháng nguyên này đúng hay sai? Đúng. Hai trứng hồng cầu đúng luôn. Rồi bây giờ chúng ta đi đọc kết quả thì chúng ta thấy được á, là cái hiện tượng dương tính xảy ra ở cái kháng huyết thanh nào? Kháng huyết thanh nào? Viêm não Nhật Bản, đúng không? Viêm não Nhật Bản. Như vậy thì cái con virus ở trong thực phẩm 1 này là gì? Viêm não Nhật Bản, được không? Rồi bệnh phẩm 2, tương tự bệnh phẩm 2, chứng đúng không ạ? Nhắc lại ha, đây là chứng kháng nguyên, có nghĩa là chứng bệnh phẩm 1 và chứng bệnh phẩm 2, được ha? Và với cái kết quả này thì cái con virus ở trong bệnh phẩm 2 là con virus nào? Được không? Được không? Có gì đang chờ chỗ này? Có chút bối rối. Có câu hỏi nào không? Rồi nó không thì mời ra rồi.